Hi, hãy xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bồ Đề Giò. Bên mình tào lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali và Đại Lâm Chuyện bên đây. Đứng trước màn đóng kính hiện tại bây giờ của Đại Lâm là Thi Thái Tử cao thủ đang lên, đang lấy lại phong độ rất tốt cho Thi Thái Tử gần đây. Tâm đệ phòng thủ cùng anh Messi vừa cưới vợ vào tuần rồi. Và đang hưởng từng chân mặt vừa xong đã trở lại. Còn bên kia là Bad Boy và Đức Từ Thiện. Các bạn xem Đức Từ Thiện đánh tay ra sao và các bạn thế nào. Đức Từ Thiện đầu giò cũng thật đáng gờm nha các bạn. Đức Từ Thiện 1m79 rất đáng gờm. Cặp bài chồng của San Fran. Quá bình tĩnh xử lý gì rồi của Thi Thái Tử vào bóng gì rồi. Đây, cái ngực của Tâm Đệ rất im. Quá hay cho Đức Từ Thiện, phản công cho Đức Từ Thiện. Đang tiếc cho Juan Messi. Tại nói một pha tình cho không biếu không của Juan Messi. Juan Messi đội bóng ra ngoài. Bo đạt. Có nhậu không anh trai? Uống khàn tiếng luôn rồi Bo đạt ơi. Mới về sáng nay, 5 giờ sáng nay. Độ Thiên Phát. Lipro và Lipro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đồng mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn đi. Đang vô hàng và vô hàng. Đang tiếp một pha phòng thủ không tập trung rồi của Thi Thái Tử. Còn đây là Mã Cha Cho. Người vừa thất trận cùng Xin Xin. Tỷ số đang là 3-2. Baby đang nghiêng về cho bên hai. Dạo gần đây Bad Boy rất lên. 4-2. Bad Boy tầm khoảng 1m63-62 trở lại thôi các bạn. Cỡ tài nhỏ trở lại thôi nha. Nhưng Bad Boy thật sự rất dẻo dai. Cái ngực của Bad Boy rất tuyệt vời. Bây giờ đang đổi chiến thuật là Juan Messi đang công và Thi Thái Tử ra chuyền. Đức Từ Thiện. Lại là cú mổ bóng quá ghê của Đức Từ Thiện. Đức Từ Thiện có thể nó bật nhảy quá ghê các bạn. Còn đây là Thỏ Mắt Kính, cao thủ cũng đang rất lên. Rất lên nha các bạn, rất ghê. Trước đây cũng là cộng tác viên làm cho cùng Đại Lâm. Hiện tại bây giờ Thỏ Mắt Kính đang ở không, dưỡng thương rồi. Thằng Đức Từ Thiện nó bật nhảy nó dừng ghê quá rồi. Nó mỏ ghê. Nó bật ghê lắm. Nó bật tốt quan sát được. Tụi Tí Châu đang mớm kiểu bánh bánh mà tốt mà làm tới rồi giờ bánh tốt lắm. Quá hay cho cái Bad Boy. Bên ba đội khó chết bên hai quá các bạn ơi. Tại vì độ sát thương không cao. Chim Binh Linh đang gò xoài lỡ đâu vậy chú? 704-6 Hưng Lô 2 nha. 704-6 Hưng Lô 2 nha. Chim Binh Linh quận Bình Tân. 704-6 Hưng Lô 2 quận Bình Tân nha. Chào Võ Huy Thắng, quận 7 có gì hay không Võ Huy Thắng ơi. 6-2, tỷ số là 6-2 đang nghiêng về cho Bad Boy và Đức Từ Thiện. Đức Từ Thiện trước đây là cái mũi giữa hoặc là cái biên số 2 rất khó chịu, là rất khó chịu nha các bạn. Mũi chính của Đức Từ Thiện là mũi giữa nha. Cùng với Phong Tân Hiệp trước đây, Bình Minh Lâm Hưng.
tạo nên thương hiệu cho Phong Tân Hiệp một thời gian. Lại là Tâm Đệ và Thi Thế Tử đổi sân. Tám mấy rồi con? 82. Tỷ số đang là 82. Lại là Quang Messi găm bóng vào lưới nữa rồi. Lại là đổi chiến thuật, Quang Messi lên truyền và Thi Thế Tử công nữa rồi. Pukaka. Hà Tĩnh mới nêu Pukaka. Pha bóng gì rồi giữa Đức Từ Thiện và Bad Boy phòng thủ không tốt gì rồi. Ba chín, tỷ số 39 rồi. Vẫn còn. Đáng tiếc cho Bad Boy, bóng ra ngoài. Cảm giác như Đức Từ Thiện đang rất gọn lại nha các bạn, không còn béo như trước đây nè. Đức Từ Thiện hiện tại bây giờ đang gọn, rất gọn người lại nha. 49. Một pha mậu binh gì rồi cho Bad Boy. 14. Một pha mậu binh cho Bad Boy. Mười một năm. Các bạn xa nghe ngoài sao tiếng của Mã Cho So đang vang vang. 11 năm. Lại là cú mổ của Đức Từ Thiện. 12 năm. Cú bật nhảy độ dừng của Đức Từ Thiện rất tuyệt vời. 12 năm. Quá may mắn cho Thi Thế Tử pha bóng rồi. Thật sự quá may mắn các bạn ơi. 62. Dạ. Mười ba sáu. Bảy mười ba. Một pha phá bóng không qua lưới rồi cái Bad Boy. 73. Lại là một pha găm vào bụng vừa rồi của Thi Thế Tử của Đức Từ Thiện. 14-7. Mười bốn bảy. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng Đức Từ Thiện và Bad Boy. Cuộc trận đấu quá dễ dàng trước bộ ba bên kia là Juan Messi, Thi Thế Tử và Tâm Đại. Quá dễ dàng các bạn ơi. Chúc các bạn xem live trên kênh Facebook của Lê Lâm nha. Trên Facebook của Lê Lâm. Buổi chiều sức khỏe, bình an, may mắn cho cuộc sống nha. Thank you các bạn nha. Tiếp tục là cáp kèo và cáp kèo tiếp tục nha các bạn. Yeah.
Tụi em kia mất kiếm, đừng kia đi đâu kia cho ông sao kia.